Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát đạt được tự tướng của tất cả pháp đều là không, tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì đối với các pháp không có chấp trước đó là không chấp trước pháp trong pháp ngoài pháp thiện pháp chẳng thiện pháp thế gian pháp xuất thế gian pháp hữu lậu pháp vô lậu pháp hữu vi pháp vô vi hoặc pháp thanh văn hoặc pháp độc giác hoặc pháp bồ tát hoặc pháp như lai đối với tất cả pháp như thế đều không chấp trước cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn như lai thường nói bát nhã ba la mật đa vậy bát nhã ba la mật đa vì ý nghĩa gì mà gọi là bát nhã ba la mật đa phật dạy này thiện hiện bát nhã ba la mật đa như thế đạt đến bờ bên kia rốt ráo của tất cả pháp cho nên gọi là bát nhã ba la mật đa lại nữa thiện hiện do bát nhã ba la mật đa này mà tất cả thanh văn độc giác bồ tát và chư như lai ứng tránh đẳng giác có thể đạt đến bờ bên kia cho nên gọi là bát nhã ba la mật đa lại nữa thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác và các chúng đại bồ tát dùng bát nhã ba la mật đa ấy y vào thắng nghĩa mà phân tích các pháp như phân tích các sắc đến điểm vi tế nhất còn chẳng thấy có điểm nhỏ nào thật có thể nắm bắt được cho nên gọi là bát nhã ba la mật đa lại nữa thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa này bao hàm chân như thật tế pháp giới cho nên gọi là bát nhã ba la mật đa lại nữa thiện hiện chẳng phải bát nhã ba la mật đa này có phần nhỏ pháp hoặc hợp hoặc tan hoặc hữu sắc hoặc vô sắc hoặc hữu kiến hoặc vô kiến hoặc hữu đối hoặc vô đối hoặc hữu lậu hoặc vô lậu hoặc hữu vi hoặc vô vi vì sao này thiện hiện vì bát nhã ba la mật đa như thế vô sắc vô kiến vô đối chỉ có một tướng đó là vô tướng cho nên gọi là bát nhã ba la mật đa lại nữa thiện hiện bát nhã ba la mật đa như thế Có khả năng phát sanh tất cả thiện pháp thủ thắng Có khả năng phát sanh tất cả trí tuệ biện tài Có khả năng đưa đến tất cả cái vui của thế gian và suốt thế gian Cho nên gọi là bát nhã ba la mật đa Lại nữa thiện hiện bát nhã ba la mật đa như thế Sâu xa chắc thật Nên chẳng thể lây chuyển hoại diệt bát nhã ba la mật đa Nếu Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa như thế thì tất cả ác ma và quyến thuộc của chúng, thanh văn độc giác phạm chí ngoại đạo, ác hữu kẻ thù đều chẳng thể phá hoại được. Vì sao? Này thiện hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa này giải bày tự tướng của tất cả pháp đều không, các ác ma vân vân đều chẳng thể làm được. Cho nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa.